chương 8, Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch. Chuyện này đối với tôi mà nói giống như không có gì ảnh hưởng, lại giống như có một chút ảnh hưởng. Nhưng có thể có ảnh hưởng như thế nào? Tôi ăn cơm như thường, đi học như thường, đi ngủ như thường, vẫn là cuộc sống như trong quá khứ, dường như không chút thay đổi. Tuy rằng bản thân tôi rất rõ ràng vẫn có chút thay đổi, thứ cảm xúc thất vọng ngày một đậm dần khiến bản thân tôi không thể chấp nhận. Làm sao có thể như vậy? Chỉ là người khác yêu đương mà thôi Chỉ là liễu tư ngôn lớp tôi Và chu thừa trạch lớp 5 yêu nhau mà thôi Chuyện đó và tôi có quan hệ gì ư Kỳ thật không có quan hệ gì Hai người họ không tính là nồng thắm Nhưng cũng không tính là nguội lạnh Chính là mỗi lần tan học, chu thừa trạch sẽ đến cửa lớp chúng tôi, chở liễu tư ngôn. Nghe nói cậu vẫn đưa cô ấy về nhà. Mà khi tôi nhìn thấy hai người họ về cùng nhau, nhìn thấy họ cùng nhau cười cười nói nói, mới chính thức bằng lòng tin tưởng họ thực sự đang yêu nhau. Là phán đoán của chính bản thân mình mà không phải nghe lời người khác nói, có lẽ đúng là một loại nhận định. Chú Thừa Trạch thích Liễu Tư Ngôn. Tôi mất rất nhiều thời gian suy nghĩ, vì sao cậu ấy lại thích Liễu Tư Ngôn? Nữ sinh xinh đẹp hơn cô ấy có nhiều, nữ sinh đáng yêu hơn cô ấy cũng có nhiều, thậm chí nữ sinh thành tích tốt hơn cô ấy cũng không ít lớp phó học tập lớp 5 vẫn thích Chu Thừa Trạch, có thành tích cũng xuất sắc như vậy. Như bạn gái Chu Thừa Trạch không phải nữ sinh tốt đẹp hơn Liễu Tư Ngôn, mà Liễu Tư Ngôn có lẽ thích chính là thích. Làm gì có nhiều lý do như vậy? Cho đến một ngày, Bộ nữ sinh trong lớp chua xót ở miệng. Vậy Chu Thừa Trạch có thể thích cô ấy ở điểm gì? Thích cô ấy nghèo khó, vì thế mới có thể trình diễn câu chuyện cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem tôi thực sự suy nghĩ xem phán đoán này có chân thực không gia cảnh của liễu tư ngôn không tốt đây là chuyện rất nhiều người biết rõ chu thừa trạch thích liễu tư ngôn có phải chính là vì hoàn cảnh của cô ấy hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh của cậu ấy hay không hai người có hai hoàn cảnh khác nhau vì thế khiến cậu ấy cảm thấy mới mẻ thêm nữa là liễu tư ngôn có gia cảnh không tốt lại càng làm chu thừa trạch muốn bảo vệ có phải như vậy hay không Tôi tự hỏi hết lần này đến lần khác nhưng không đáp án. Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn điên rồi, những chuyện đấy có liên quan đến tôi à? Tôi làm gì phải để ý như vậy, làm gì phải đoán già đoán non như thế. Cho đến lúc tôi nhịn không được, bèn đi theo họ một lần. Đó là lúc Chu Thừa Trạch đưa Liễu Tư Ngôn về nhà. Họ ở phía trước cách tôi không xa lắm, hai người liên tục nói chuyện, tự hồ cậu ấy còn nở nụ cười. Tôi nhìn thấy. Hai người sánh vai bước bên nhau, mà tay cậu hình như vẫn muốn nắm tay cô ấy. Lần đầu tiên vừa vươn tới lại lập tức rụt về. Lần thứ hai, thời gian vươn ra dài hơn lần thứ nhất một chút. Lần thứ ba đã can đảm hơn, trực tiếp nắm lấy tay cô ấy. Đó mới là tâm lý của những người đang yêu đúng không? Đột nhiên, tôi hiểu được lý do cậu ấy thích cô ấy đã không còn quan trọng. Quan trọng là người mà cậu ấy nắm tay là Liễu Tư Ngôn mà không phải tôi, sẽ không phải là Thẩm Tây Nguyệt tôi. Tôi học cách không chú ý tới mọi chuyện của hai người họ Bởi vì những chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến tôi Tôi cố gắng học tập, nghiêm túc làm bài Giống như kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô Để đạt được mục tiêu vào trường đại học tốt mà nỗ lực mà phấn đấu Thầy cô giáo đương nhiên biết quan hệ của Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn Nghe nói hai người còn bị giáo viên gọi đi nói chuyện một lần Không biết hai người họ ứng phó thế nào dù sao về sau, các thầy cô đối với họ là một mắt mở, một mắt nhắm. Thế giới này luôn có những người được hưởng đặc quyền. Hai người họ thành tích không tồi. Vì thế ở chỗ các thầy cô giáo cũng có đặc quyền, mà không phải đối mặt với chuyện uyên ương bị chia rẽ. Trên đây là trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt. Thẩm Đại Ngưng tự nhiên ở lại chu gia dùng cơm trưa, cô cũng là người không tự giác, hoàn toàn không cảm thấy mình là một người ngoài, ăn bữa cơm đoàn tụ của gia đình có gì đấy không ổn. Cô ngồi cạnh mưa nhỏ, lúc ăn cơm mưa nhỏ rất hay thất thần, thực sự không thích ăn cơm. Thẩm Đại Ngưng gắp dao vào bát của mưa nhỏ, bảo con gái phải ăn cơm. Mưa nhỏ ăn một miếng rồi lại nhìn ngó đó đây. Dù sao đối với chuyện ăn cơm, bé hoàn toàn không hứng thú, Thẩm Đại Ngư nghiêm túc Chu Tiểu Ngữ à Chu Tiểu Ngữ nhìn sắc mặt của mẹ Rất thông minh thực sự bắt đầu ăn cơm Tiểu tử này tuy bé Nhưng rất biết nhìn sắc mặt người khác Khi mẹ lộ ra vẻ mặt như vậy Hoặc đúng lúc tâm tình không tốt Ngàn vạn lần không được chọc vào Đương nhiên Đó là điều bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ học được Sau quá trình lịch sử Vài lần bị đánh vào mông ngập tràn nước mắt Mẹ đánh vào mông rất đau rất đau bé kêu ai đó đến giúp đỡ cũng vô ích bởi vì trước khi đánh mẹ sẽ đóng cửa lại có một lần ở nhà ông bà ngoại mẹ đánh bé bà ngoại đến giúp đỡ mẹ rất hung dữ còn hơi hung dữ với bà ngoại sau đấy bà ngoại vừa xót xa cho bé lại cũng bảo bé đừng trách mẹ thấy chú tiểu ngữ thành thật bắt đầu ăn cơm sắc mặt thẩm đại ngưng tốt hơn một chút mọi người trên bàn ăn thấy cảnh tượng ấy không ai mở miệng nói gì nữa nhưng thực ra hai vợ chồng Chu Thừa Minh nhìn thấy đôi trẻ kia lại cảm thấy thú vị Thẩm Đại Ngưng cứ như vậy ở trong nhà này tự do tự tại Chẳng có chút xíu bộ dạng của người đã không còn quan hệ với gia đình này Về phần em trai anh, chỗ nào có dáng vẻ đã ly hôn Xem ra lần này không cần trở về khuyên em trai làm gì Bố đế của Chu Thừa Minh là không nên xem vào chuyện của em trai Chỉ là bố mẹ lại không nghe, bắt anh trở về Anh cũng đành nghe theo chu tiểu ngữ vừa ăn cơm vừa liếc mắt nhìn chu thừa trạch ngồi bên trái bố thức ăn bé lấy tay chỉ món ăn trên bàn ý tứ thực rõ ràng quá xa bé không với đến được chu thừa trạch các món ăn đó cho con gái rồi lại gắp thêm vài món khác chu tiểu ngữ mỉm cười cảm ơn bố chu thừa trạch nở nụ cười xoa đầu con gái đầy cưng chiều thẩm đại ngưng thấy hai bố con như thế bĩu môi không nói gì ăn cơm xong hai cháu trai của chu thừa trạch chơi đùa với chu tiểu ngữ tuy rằng không biết hai người họ tuổi lớn hơn chu tiểu ngữ bao nhiêu nhưng vô cùng yêu thương đứa em gái nhỏ vì thế đều sẵn lòng kiên nhẫn chơi đùa cùng chu tiểu ngữ có bạn chơi cùng cũng sẽ không bám lấy thẩm đại ngưng thẩm đại ngưng đứng ở trong sân nhìn thấy chu tiểu ngữ bắt hai anh họ làm ngựa cho mình cưỡi hai thiếu niên cò kè bàn bạc với chu tiểu ngữ Kết quả thỏa thuận cuối cùng, Chu Tiểu Ngữ cưỡi trên cổ họ, mà hai người họ cũng không cần phải bò trên mặt đất. Thẩm Đại Ngưng đứng nhìn cảnh tượng kia từ xa, cảm thấy chơi thực vui, trước đây cô không có anh trai để chơi cưỡi ngựa như vậy, thực sự là tiếc nuối lớn trong cuộc đời. Không biết Chu Thừa Trạch xuất hiện phía sau cô từ lúc nào. Cô nên rời đi thôi. Lúc anh nói chuyện vẫn không cảm xúc gì, tự nhiên lời nói bình thường đến không thể bình thường hơn. Thái độ này của anh Rất nhiều thời điểm làm cô thấy được Giữa hai người thực sự công bằng Cô không có tình cảm gì với anh Rời khỏi anh cô vẫn sống rất tốt Vậy mà anh cũng thế Vì thế chẳng ai nợ ai Chỉ là giữa họ còn có một đứa con Có điều nghe được ngữ khí không cảm xúc ấy của anh Cô có chút khó chịu Tuy cô không để ý nhiều chuyện Nhưng cô cũng không phải con ngốc Chẳng qua là cô lười so đo hy vọng bản thân mình sống thoải mái hơn mà thôi nhưng nếu cô không thoải mái cô cũng không để ý chuyện làm người khác theo đó mà không thoải mái cô nghiêng đầu nhìn lợi dụng người khác xong rồi lập tức đuổi đi động tác của cô vô cùng đơn thuần chỉ là ý tứ trong lời nói đương nhiên không giống vậy chu thừa chạch nheo mắt nhưng không mở miệng nói chuyện cô nhìn anh thế này là đại biểu cho thừa nhận ư bắt đầu từ tối qua các tòa soạn tăng ca để in lại ấn phẩm giải trí mới. Tất cả đều là tin tức liên quan đến Chu Thừa Trạch hoặc là liên quan đến chuyện của hai người họ. Nếu như trước đây, giới truyền thông luôn phỏng đoán nguyên nhân hai người ly hôn, thì tin tức lúc này e rằng chính là giải mã lý do hôn nhân của họ giãn nứt. Một bức ảnh chụp cảnh Chu Thừa Trạch gặp mặt người phụ nữ khác được tiết lộ. Thậm chí anh còn ngồi cùng phụ nữ kia vài giờ cuối cùng chủ động đưa phụ nữ đó về nhà. Về phần giới truyền thông viết, sau đấy anh có về nhà hay không? Vậy phải xem các phóng viên lợi dụng tin tức ra sao. Trang đầu báo giải trí hôm nay, tất cả đều là bức ảnh kia. Có báo còn tung tin tức độc quyền. Quá khứ của Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn được đào bới lên, yêu nhau hơn 20 năm. Không lẽ đây là nguyên nhân hai người họ ly hôn? Cô có thể biết được chuyện này Nhất định người nhà họ Chu cũng sẽ biết truyền thông phòng đoán như vậy có lẽ Chu Gia cũng sẽ đoán vậy hai người quả thực đã ly hôn mà Liễu Tư Ngôn thực sự đã trở về Liễu Tư Ngôn đối với Chu Thừa Trạch mà nói vĩnh viễn là một sự tồn tại đặc biệt Chu Ôn Hòa có hảo cảm với Liễu Tư Ngôn hơn cô vài phần Chu Ôn Hòa luôn thích xem xét nhân phẩm của người khác luôn không thích tác phong của cô lại rất thích Liễu Tư Ngôn cho rằng tuy Liễu Tư Ngôn gia cảnh bần hàn nhưng vô cùng nỗ lực, có trí tiến thủ, là một người phụ nữ không tồi. Đây cũng là nguyên nhân Chu gia không can thiệp vào chuyện Chu thừa trạch dây dưa không rõ với Liễu Tư Ngôn nhiều năm như thế. Hiện giờ cô và Chu thừa trạch đã ly hôn, nói vậy trong lòng Chu thừa trạch cũng có Liễu Tư Ngôn. Nếu Liễu Tư Ngôn trở về, vậy đại biểu cho việc trong lòng Liễu Tư Ngôn vẫn có Chu thừa trạch như cũ, những người yêu nhau đương nhiên ở bên nhau Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn tuổi không còn nhỏ Điều Chu Ôn Hòa nghĩ nhất định chính là để hai người họ ở cùng một chỗ Mới có thể gọi Chu Thừa Minh trở về Cùng nhau thương lượng chuyện này Cố tình Chu Thừa Trạch gọi cô đến Vì thế lập tức hỏng kế hoạch của Chu Ôn Hòa Chuyện khuyên bảo hiện giờ không có được Chu Thừa Trạch này làm việc sao có lúc không đơn thuần như vậy Cô nháy mắt với anh không nghe qua câu mời Phật dễ tiễn Phật nan sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi chú ý? Không phải yêu nhau hơn 20 năm à? Câu chuyện tình yêu làm biết bao người cảm động. Quả thực nghe muốn rơi lệ, nghe mà phải ngưỡng mộ. À, hay anh cảm thấy cô ta lấy đi hơn 20 năm của anh, nên anh cũng muốn lấy đi hơn 20 năm của cô ta như vậy? Vẫn là đừng, dù sao hai người đều đã lớn tuổi, đừng làm đau khổ nhau như vậy. Vậy mà anh vẫn có thể ở trong thứ cảm xúc bất động như núi Lời nói của cô dường như chưa mãi mai kích thích được anh Anh chỉ nhìn cô giống như đang nhìn đứa trẻ bướng bỉnh Lại cũng nói nếu anh nóng vội Thực đúng là có thể sinh ra một đứa con gần bằng tuổi cô Đáng tiếc anh không nắm lấy thời cơ đó Cô tới gần anh hơn Chẳng nhẽ tôi đoán sai Là vì anh ghét bỏ cô ta già Cảm thấy cô ta hoa tàn ít bướm, da xấu đi dù sao một người phụ nữ gần 40 tuổi Cũng không thể so với một cô gái mới 20 mấy Anh lại càng không tiện nói ghét bỏ cô ta Chỉ có thể dùng phương thức này Đến lúc đấy chỉ cần nói một câu Người nhà anh không đồng ý là có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm của mình Chú thừa trạch không nhìn cô trực tiếp vào nhà nói rằng Lái xe của cô đang chờ ngoài cửa đấy Cô nhíu mày Đây là đuổi cô đi ư Chương 9 Giang Thanh Dịch và Tô Y Lâm Nếu yêu cầu Tô Y Lâm nhớ lại từ khi nào quen Giang Thanh Dịch Đại khái đó là chuyện xảy ra thực lâu, thực lâu trước kia Có lẽ phải quay ngược dòng thời gian trở về lúc cô được sinh ra Cô và Giang Thanh Dịch ở trong một đại viện Cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa Từ ngày còn nhỏ Giang Thanh Dịch đã là một điểu vương Trong đầu luôn có đủ loại suy nghĩ cổ quái Anh có nhiều ý tưởng lại cũng rất gan dạ bọn trẻ trong khu đều thích chơi cùng anh sẽ chọc một tổ ong trên người bị đốt lúc ấy bố cầm roi đánh còn có thể cười vui vẻ bị đánh thảm như vậy tôi lầm cảm thấy chỉ nhìn anh thôi đã thấy đau rồi cô hỏi anh có đau không anh lắc đầu nói không đau bởi vì da của con trai dày hơn da con gái khi đấy cô kiên định tin tưởng lời anh nói vì thế thực sự cho rằng da của con trai dày hơn da con gái rất nhiều bởi vì da của con trai dày hơn da con gái vì thế rất nhiều chuyện con trai mới làm được con gái thì không thể giang thành dịch thích mang theo mấy đứa bạn cùng nhau chơi đùa giới hạn đương nhiên chỉ là có con trai về phần đưa theo con gái anh không có kinh nghiệm cũng hiểu rằng con gái tương đương với phiền toái nếu ở trong khu này phải tìm một đứa con gái phiền toái nhất ngoài nhâm y lâm ra nhất định không ai khác giang thành dịch ghét bỏ cô phiền phức là bởi vì trước giờ cô rất không thức thời lúc anh bị đánh giờ phút mất mặt như vậy mà cô ở một bên làm người xem khiến anh muốn khóc mà không dám khóc dù sao nếu chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà sau đấy cô còn hỏi anh có đau hay không có đau không cô đi mà thử một lần chẳng phải biết được hay sao à cô phiền toái không chỉ ở điểm này chạy đã chậm còn thích đi theo anh Bỏ mặc như thế nào cũng không được Nếu không cho cô đi theo cô liền khóc Khóc như chưa từng được khóc Làm hại anh về nhà bị mẹ mắng một hồi Còn có thể bị bố đánh một trận Nhưng ngày hôm sau Cô lại đi theo anh Anh rất không thích nữ sinh đi theo được không Khi anh cùng mấy thằng bạn thảo luận Chuyện ra bên ngoài trộm sơn trà Cô đột nhiên chui ra Các anh đang làm gì vậy Sự nghiệp vĩ đại của anh Bị cô quấy nhiễu như vậy không nói làm gì còn bị bố mẹ anh nhận định Anh đi làm chuyện xấu Những chuyện như vậy kéo đến ùn ùn Làm anh nhìn thấy cô là bắt đầu có bóng ma Tốt nhất là có thể trốn thì trốn Càng ít gặp cô thì lại càng tốt Nhưng không cách nào Hai người ở cùng một khu Dù trốn thế nào cũng thường xuyên gặp mặt Vì thế chuyện may mắn nhất của Giang Thanh Dịch Là anh không học cùng trường cấp 2 với cô Do đấy tránh bị cô làm phiền Mà lúc đấy anh cũng bắt đầu yêu đương Cuộc sống trôi qua coi như dễ chịu Giang Thành Dịch cảm thấy thực sự kỳ quái Quá khứ này Lúc anh không nhìn thấy cô Căn bản là không nhớ tới Để khi lại nhìn thấy cô Những chuyện xảy ra trước đây Vậy mà hiện ra rõ ràng trước mắt Giống như anh đặt những ký ức này vào trong chiếc hộp Bình thường không mở ra không thấy Một khi chạm vào chìa khóa Những thứ trong chiếc hộp lộ hết ra Rõ ràng như thế Ngay cả bản thân anh cũng không thể tin tưởng Thì ra mình lại nhớ rõ đến vậy Anh nhìn người trước mắt mở miệng không mời anh vào sao Dẫu rằng hiện giờ cô thay đổi nhiều Mái tóc vốn ngắn giờ dài đến eo Trang phục vốn luôn trung tính Giờ biến thành trang phục nữ tính Sức sống vốn sinh động Giờ trở thành đắm mình trong yên tĩnh Anh vẫn liếc mắt một cái Có thể nhận ra cô Làm nhâm y lâm đã cùng anh lớn lên Tôi lầm nhìn anh trong chốc lát Nghiêng người để anh đi vào Hiện giờ lại thấy anh Cô đã không còn cảm xúc hay tâm tình gì chính là một người đã từng quen biết chỉ thế mà thôi ra thành dịch vào trong nhà trước tiên đánh giá nơi này đối với anh mà nói trang trí không đáng gì lại đủ thoải mái gian nhà không lớn nhưng vừa đủ với cô cô là một cô gái độc thân không phải sống cùng người khác trong căn phòng cho thuê dùng nhà vệ sinh công cộng đã tốt rồi phải biết rằng trước kia nhà mi lâm sẽ không làm bất cứ điều gì nhà mi lâm mấy năm nay em sống không tồi đấy nhỉ cô sửa lời anh tôi là họ tô về phần nửa câu sau ngay cả nghĩ phải sửa lại cô cũng không muốn cô sống tốt hay không liên quan quái gì đến anh không cần phải nói rõ điều gì với anh mà bởi vì ngữ khí của anh như vậy cô nghĩ ngay cả bạn bè cũng không phải sao anh lại tìm được đến đây giang thanh dịch không để ý đến thái độ hiện giờ của cô sau khi rời đi ngay cả họ của mình cũng không cần ư anh nghĩ đến Tô y Lâm trong miệng Giang Thanh Viễn Sao anh lại không nghĩ đến mẹ của cô họ Tô nhỉ? Cô đứng nhìn anh, thắc mắc sao anh tới đây Anh đã gặp thẩm đại ngưng ư Cô lập tức loại bỏ suy nghĩ này Anh sẽ không hỏi thẳng thẩm đại ngưng cô ở đâu Mà thẩm đại ngưng cũng không chủ động nói với anh tình trạng cuộc sống hiện giờ của cô Rốt cuộc, anh sao tìm đến nơi này? Giang Thành Dịch ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân hơi hít mắt Cho anh một cốc nước đi cô đứng im không nhúc nhích, cô không phải tô y lâm của quá khứ, chỉ cần có thể nhìn thấy anh đã cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất thế giới. anh bảo cô làm gì, cô đi làm không chút do dự. tôi lầm đấy, kể từ lúc lâm y nhâm rời đi thì đã chết. hiện tại sống chính là bản thân cô sẽ không vì bất kỳ ai mà đánh mất mình. cô chỉ sống vì bản thân mình thôi. anh cười, không muốn biết vì sao anh tới đây ư? Ở thương trường vài năm Anh sớm học được cách làm thế nào nhanh đạt được mục đích Anh chắc chắn cô rất muốn biết Quả nhiên 3 giây sau cô xoay người đi lấy nước cho anh Cô rót nửa cốc nước đưa cho anh Anh nhìn cốc nước duy nhất trong tay cô Khóe miệng hơi dương lên Cũng thực bình tĩnh nhận cái cốc Uống xong hai ngụm nước Anh chậm rãi đặt cốc xuống Trong tư thái thong thả đó Anh cất giấu sự tao nhã không được ngụy trang Kỳ thật, chính cô cũng không rõ ràng từ khi nào gia đình hai người họ trở nên khác biệt như vậy người lớn hẳn là đã sớm có cảm giác nhà cô tuy rằng cũng giàu có nhưng nhà anh lại càng ngày càng đại phú đại quý dần dần đã không còn ở cùng một vòng tròn chỉ là cô không hiểu và cũng không hiểu được vẫn luôn nghĩ từ đầu đến cuối họ đều giống nhau cái suy nghĩ tự cho mình là đúng có chút buồn cười anh không biết cô đang suy nghĩ điều gì thứ cảm giác này có chút mới lạ cũng có chút làm người ta ảo não cô của quá khứ luôn làm anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu giang thanh viễn anh chậm rãi phun ra ba chữ xem như giải đáp vấn đề vừa rồi của cô cô hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu rõ giang thanh viễn giang thanh dịch vừa nghe hai cái tên này tự nhiên nghĩ hai người có quan hệ gì đấy chỉ là cô không nghĩ theo chiều hướng ấy mà thôi chính là thông qua giang thanh viễn anh biết đến sự tồn tại của cô Hơn nữa còn tới nơi này Vậy anh đến là muốn làm gì Cô thẩm đoán trong lòng Là khuyên cô chủ động rời xa Giang Thanh Viễn Hay bảo cô với thân phận hiện giờ Không xứng với Giang Thanh Viễn Do đấy nên biết khó mà lui Hai chăng thương tiếc cô hiện giờ Sao lại biến thành như vậy Anh đánh giá thần sắc của cô Hình như em cũng không hiếu kỳ Cô liếc mắt nhìn anh Ngồi xuống ghế đối diện anh Hiếu kỳ cái gì cơ Hiếu kỳ vì sao Anh họ anh lâu rồi không xuất hiện Hiện giờ anh ấy đang làm sao Anh nhìn cô Đối với sự bình tĩnh của cô Không biết nên đánh giá thế nào Anh họ anh ở nơi đấy vì chuyện của cô Bị đánh, bị nhốt Cô dường như không phản ứng Tự như cô gái mà Giang Thanh Viễn yêu Không phải là cô Tôi lầm hơi run nhẹ Cô gặp Giang Thanh Viễn không tính là lãng mạn Cô ở một khu danh lam thắng cảnh Giúp một ông lão bán đồ lưu niệm đó là một cửa hàng mang đậm phong vị cổ xưa ông cụ trông coi cửa hàng đã lâu đối với việc cô đến quả thực ông rất vui mỗi ngày đều liên miên lại nhại nói với cô rất nhiều chuyện có chuyện liên quan đến vợ chồng con trai cùng thằng cháu đích tôn của ông có chuyện liên quan đến nguồn gốc cửa hàng có chuyện về những kinh nghiệm trong quá trình trưởng thành ông từng trải qua nửa đời trước mà cô ở nơi đấy chẳng qua là vì muốn tìm được một chỗ dung thân Lời này ở thời đại ngày nay nghe có chút khó tin Nhưng mà quả thực là vậy Và lúc đó Giang Thanh Viễn gặp được cô Dùng lời của Giang Thanh Viễn mà nói Chính là nhất kiến trung tình Sau đấy anh theo đuổi cô Mà cô thì cho rằng hành vi của anh Chỉ là trò vui mới của mấy vị công tử con nhà giàu Cô cũng không để trong lòng Mà cô thì cho rằng hành vi của anh Chỉ là trò vui mới của mấy vị công tử con nhà giàu mà thôi cũng không để trong lòng Cô ở lại đấy không bao lâu Giang Thành Viễn cũng thực lâu không xuất hiện Cô bắt đầu làm người mẫu trên mạng Cho đến một ngày Có người chủ động mời cô làm người mẫu cho một thương hiệu Sau đấy cô phát hiện Giang Thành Viễn vậy mà lại ở đó Anh cũng nói để tìm cô Anh tốn không biết bao nhiêu công sức May mắn một lần vô tình thấy ảnh cô trên mạng Bởi vậy biết được phương thức liên hệ với cô Thì ra lúc trước Anh đang theo đuổi cô trong nhà có chuyện anh phải trở về. Đến khi tới tìm cô, phát hiện cô sớm không còn ở nơi đó. Từ đấy Giang Thanh Viễn vẫn có liên hệ với cô, lần này thái độ của cô không kháng cự như trước. Hai người coi như ở trạng thái nửa yêu đương, nửa chỉ đối với anh mà nói, hai người hẳn là đã chính thức qua lại. Lần trước sau khi anh đưa cô đi gặp mẹ anh, anh cũng chưa xuất hiện trở lại. Cô cho rằng có lẽ anh nghĩ thông suốt Giống như bố mẹ anh hy vọng anh cải tà quy chính, trở về con đường đúng đắn mà họ nghĩ. Hiện giờ nghe ý tứ của Giang Thanh Dịch, hình như còn có chuyện mà cô không biết. Cô mở miệng. Anh ấy hiện giờ thế nào? Anh nhìn cô, không hiểu phản ứng hiện giờ của cô, đây không phải là lời của một đôi yêu nhau thắm thiết đang bị chia cắt nên nói. Giang Thanh Dịch nói qua tình trạng hiện giờ của Giang Thanh Viễn. Ba gái anh không thích em sau khi cùng em gặp mặt, bác gái và anh họ cãi nhau một lần. anh họ chọc bác gái và bác trai, vì thế bác trai đánh một trận. hiện tại đang bị nhốt trong nhà. tôi lầm gật đầu có phần sáng tỏ. bất luận thái độ của Giang Thanh Viễn với cô thế nào, bố mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận cô. mà bản thân Giang Thanh Viễn lại là người con hiếu thuận, sẽ không làm ra chuyện trái lời bố mẹ. nhưng cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô. vì thế hiện giờ anh lâm vật tình cảnh khó cả đôi đường biết được chuyện này đối với cô mà nói cũng không có gì khác biệt dù sao đối với cô kết quả như vậy cô đã đoán được trước rồi ngay từ đầu cô đã biết bố mẹ giang thanh viễn không chấp nhận cô anh muốn thử một lần vì thế cô cho anh cơ hội để anh thử nghiệm cô nhớ mày cho nên anh tới đây là muốn nói cho tôi biết chuyện này hiện giờ lời của anh cũng truyền đạt xong rồi nhiệm vụ hoàn thành rồi đấy anh cười không có gì muốn nhắn với anh họ anh ư Cô lắc đầu, không có Không cần nói bất cứ điều gì Thật nhìn Giang Thanh Viễn hiện giờ Có lẽ lúc đầu sẽ có thái độ cương quyết Nhưng dù sao họ cũng là bố mẹ anh Trung Quy thì thái độ của anh sẽ ngày một mềm mỏng hơn Mà cô cũng sẽ không làm chuyện gì vì anh Người đàn ông mà cô muốn không phải anh Mà người phụ nữ có thể bên cạnh anh không phải cô Anh sẽ thất vọng về cô Dần dần chuyện này sẽ qua đi thôi không có gì để nói không phải đôi trai gái nào cũng có một câu chuyện kinh thiên động địa của mình cái lắc đầu của cô khiến anh mỉm cười anh đứng dậy cầm lấy áo vest đã cởi ra chuẩn bị rời đi mà cô ngồi tại chỗ không có động đậy ngay cả đứng dậy tiện khách cũng không nghĩ tới dường như bây giờ tôi lâm vẫn có thể nhớ rõ những lời mẹ giang thanh viễn đã nói với mình không phải cô là loại phụ nữ yêu thích hư vinh sao đừng tưởng mê hoặc được con trai tôi thì muốn làm gì cũng được chẳng qua chỉ là con hồ ly thôi ngoài đường thiếu gì loại phụ nữ như cô cô cũng không cần phải giả bộ gì đâu người như cô tôi thấy nhiều tránh xa con trai tôi một chút nếu không tôi làm cô hối hận đấy cô cút đi cho tôi giang ra chúng tôi vĩnh viễn không hoan nghênh cô đời này cô đừng có mơ tưởng cái gì cả rất nhiều câu nói như vậy chuyển đến không có cảm giác sao có lẽ vẫn có chút ít ít nhất từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghe những lời như vậy được dùng để nói với mình mẹ luôn nói với cô về sau y lâm nhà ta nhất định tìm được người đàn ông tốt yêu thương mình như vậy mẹ yên tâm nếu mẹ biết hiện giờ cô thảm như thế này nhất định đau lòng lắm phải không chỉ có vào khoảnh khắc này cô mới cảm thấy mẹ không còn thực tốt sẽ không phải đối mặt với đứa con gái đáng thất vọng này của mẹ Chương 10 Tô Y Lâm Tô Y Lâm sinh ra trong một gia đình hạnh phúc Dù đến khi lớn lên Cô mới biết được bố mẹ mình đều là tái hôn Đối với cuộc hôn nhân trước đây của mẹ Cô hoàn toàn không biết Nhưng bố cô hẳn là có biết Bởi vì bố cô từng nói Không ai có thể nghi ngờ mẹ Tất cả mọi chuyện của mẹ bố đều biết Không ai rõ hơn bố Mẹ là người phụ nữ thế nào Trước giờ bố cũng không cho phép Ai dị nghị sau lưng mẹ cũng là sau khi hiểu chuyện hơn, cô mới biết được, thường xuyên có người bàn tán về mẹ. Cô không dùng từ ngữ gì hay ho, bọn họ miêu tả mẹ là chim sẻ bay đậu ngọn cây. Không thể nghi ngờ, bố chính là ngọn cây đó. Nhưng mà kệ như thế nào, cô cảm thấy sống trong gia đình mình thực hạnh phúc, bởi vì bố yêu thương mẹ mà hai người cũng yêu thương cô. Dù rằng cô còn có một anh trai cùng cha khác mẹ nữa, là con của bố và vợ trước cô kém tuổi anh trai hơi nhiều bình thường quan hệ không tốt cũng không xấu thuộc lại sẽ không quan tâm đến chuyện đối phương không có chuyện mẹ kế ngược đãi con chồng như trên internet cũng chẳng có tin tức mẹ kế yêu con chồng như mạng cứ như vậy từng ngày trôi qua về nhà mẹ hẳn là rất nghèo cô cho là vậy người khác cũng nghĩ thế bọn họ nói mẹ là người đến từ vùng núi nào đấy may mắn gặp được nhâm tông diệu mới có thể một bước lên trời khi đấy nghe những lời như vậy, cô chưa hiểu được, đến khi hiểu được, cô đã học được từ ghen tị trước đấy. Vì thế, cũng không để những lời nói đó trong lòng, cô chỉ cần biết bố mẹ mình yêu mình là được. Đại viện có rất nhiều người, cũng có rất nhiều bạn nhỏ, cô cùng họ lớn lên, chỉ là sau đấy có vài bạn chuyển đi, một số do gia đình phát đạt, một số còn lại do gia đình phá sản. Cho dù là kiểu nào đều rời xa dần cuộc sống của cô. Vì thế nguyện vọng số một của cô là nhà Giang Thanh Dịch không cần phát đạt cũng không bị phá sản. Cô một lòng cho rằng chỉ cần như thế, hai người có thể vĩnh viễn ở nơi này mà cô cũng có thể mãi mãi nhìn thấy anh. Cô không biết bản thân mình bắt đầu chú ý tới anh từ khi nào, hoặc là nói bắt đầu từ khi được sinh ra, cô đã chú ý tới anh trai nhỏ đó, anh trai nhỏ lớn hơn cô một tuổi. Anh luôn có rất nhiều ý tưởng anh có thể mang theo rất nhiều bạn bè đến một chỗ rất xa trộm gà con một đám con trai trong tay mỗi người cầm một vài chú gà con đoạn thời gian ấy tất cả cha mẹ rất đau đầu bởi vì trước khi đến trường bọn trẻ luôn nhất nhất dặn dò phải chăm sóc gà con cho tốt mà khi bọn trẻ tan học về chuyện đầu tiên là đến xem gà con lũ nhóc vui vẻ cười lớn chóng mặt bởi vì cả viện đều có không khí của một lũ nhóc nuôi gà cho đến ngày những chú gà con lần lượt chết đi Hộ phụ huynh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi Cái ngày mà lũ gà con chết hết Giang Thanh Dịch mang theo người Cùng nhau tổ chức đám tang cho lũ gà Chính là chôn chúng cùng một chỗ Mấy cậu nhóc sắc mặt trang nghiêm Giống như bộ dạng thực sự tham gia một lễ tang Tôi lầm cũng tham gia Nhưng cô không rõ vì sao sắc mặt họ lại trang nghiêm như vậy Nhất là bạn Mập cũng mang theo nét mặt nghiêm trọng Cô nhịn không được nở nụ cười Cậu nhóc bất mãn Này nhà mi Lâm Cậu đang làm gì vậy Bọn họ là đang thành tâm cầu nguyện Cho những chú gà đáng yêu này Mà cô thì vẫn cười Chỉ là cảm thấy buồn cười thôi Đúng là bọn con gái thực đáng ghét Cô bĩu môi Nhìn Giang Thanh Dịch lấy lòng Em không có Giang Thanh Dịch mặt nhăn mảy nhíu mặc kệ cô Lễ tang được tiến hành xong một đám con trai lập tức lập kế hoạch đi hái lê Lúc trước chúng phát hiện một cây lê Điều quan trọng đó là cây lê vàng Nhưng thịt quả rất mịn Nhiều nước, rất ngọt Lúc trước lũ nhóc còn đánh cược Rốt cuộc lê vàng ăn ngon hơn Hay lê xanh ăn ngon hơn Mà thực tế chứng minh Chỗ củi thịt của quả lê vàng Đa số đều không mịn cho lắm Lại còn hơi ít nước Hiện tại tìm thấy một cây lê Vượt qua nhận định từ trước của mình Tự nhiên lũ nhóc coi cây lê đó như là bảo bối nhưng cô cũng muốn đi theo Đám con trai đều tỏ vẻ không muốn Bọn con gái là loài động vật phiền phức Chuyện này chúng đều biết Thôi em cứ về đi Em cứ đi đấy Nếu em không đi em về nhà nói mẹ các anh đấy Mọi người thỏa hiệp Trong lòng lại ghét tôi lâm thêm một chút Chỉ có con bé này mới có da mặt dày như vậy Đi đâu cũng xin đi cùng Lại không đi sẽ về nói với mẹ Mấy đứa hay mách lẻo là sinh vật cả bọn khinh bỉ nhất rất không may có bé này phạm phải không chỉ một hai lần tôi lầm không nên đi theo lũ nhóc cũng có cách của chúng chạy chúng chạy nhanh hơn cô cô cũng là người không biết sợ chúng chạy cô cũng chạy hơn nữa cô còn có chiêu sau dám không mang theo cô cô sẽ kêu lên đến lúc đấy có chủ cây lê nghe được cả bọn gặp xui xẻo vì thế một đám con trai tức điên cả người đứng chở cô cuối cùng đã đến được dưới cây lê Giang Thanh Dịch là thủ lĩnh của cả bọn Đương nhiên đảm đương nhiệm vụ quan trọng nhất hái lê Đối với việc trèo cây Anh đã sớm thành nghề Hai ba động tác trèo lên được Sau đấy hái lê Vấn đề xuất hiện Có thể hái được lê rồi Nhưng lấy cái gì đựng bây giờ Mọi người nhìn phía tôi lâm Chỉ có cô mặc váy Vì thế tôi lâm hai tay túm váy Tạo thành hai cái bao nhỏ Váy của cô váy hai tầng Cô không lo lắng chuyện gì Đấy xem đi May mà có em đấy Cô vừa dứt lời Giang thành dịch ở trên cây trực tiếp ném một quả lê vào trong váy cô Trọng tâm cô không vững Đặt mông ngồi phịch xuống đất Giang thành dịch vừa nhìn biết không ổn Anh chỉ muốn làm cô ngậm miệng Còn dám nói chuyện Không sợ chủ nhà ra ư Lần trước đều tại cô lắm mồm Cứ diêu ra diêu dít như chim hót Làm hại cả bọn không trộm được gì Còn bị chủ nhà đuổi theo rất lâu Cả đám đều lem nhem bùn đất Về nhà bị mắng một trận Giang thành dịch nhìn thoáng qua không sao đấy chứ tôi lầm dũng cảm đứng dậy kỳ thật rất đau nhưng cô vẫn cười không sao không sao em tuyệt đối không đau anh không cần lo cho em đâu giang thành dịch rời tầm mắt tiếp tục hái lê thực sự không để ý đến cô nữa hái lê xong anh nhảy từ trên cây xuống chỉ huy tiểu đội về nhà cô ở phía sau hai tay túm váy chậm rãi bước liêu siêu mà lũ nhóc ở phía trước bắt đầu không ngừng nói chuyện phiếm đương nhiên cuối cùng Giang Thanh Dịch thưởng cho cô quả lê làm tiền thủ lao. Cô cũng không biết vì sao cô nhất định muốn đi theo anh, muốn cùng anh chơi, muốn cùng anh vui đùa ở Mỹ. Đó mới là cuộc sống mà cô nghĩ đến. Mà mấy bạn nữ cũng sẽ vây quanh cô, nói cô là đứa con gái không biết xấu hổ, cả ngày sau chỉ biết chạy theo đám con trai. Đó là chuyện chỉ có mấy đứa con gái hư có thể làm, cô cũng không để ý. Cho đến khi mẹ bảo là con gái phải ra dáng con gái Không thể suốt ngày chơi đùa với con trai Mẹ sợ cô tiếp tục như vậy đến lúc lớn lên Vì thế khi mẹ đi chơi mặt trượt cũng mang theo cô Bởi vậy cô quen thẩm đại ngưng Lần đầu tiên nhìn thấy thẩm đại ngưng Ánh mắt cô không thể rời khỏi cô ấy Bởi vì rõ ràng đó là cô bé xinh xắn Xinh hơn tất cả các bạn nữ cô từng quen Cô cũng rất muốn làm bạn với cô ấy Thậm chí cô còn nghĩ nếu mình cũng lớn dần giống Thẩm Đại Ngưng như vậy, liệu lúc Giang Thanh Dịch ra ngoài chơi đùa, có phải sẽ không ghét bỏ mình hay không? Câu hỏi này vĩnh viễn không đáp án. Cô bắt đầu cùng Thẩm Đại Ngưng chơi đùa. Thẩm Đại Ngưng có rất nhiều đồ chơi, chỉ cần không thích thứ nào, cô gọi bảo mẫu một tiếng, bảo mẫu lập tức thay món đồ chơi mới. Dường như cô giống một công chúa sống trong tòa lâu đài vậy. Bản thân tôi Lâm cũng cảm thấy được, Thẩm Đại Ngưng chính là một cô công chúa. Vì thế khi thẩm đại ngưng phạm sai lầm Cô không phải công chúa Nên nguyện ý nhận tội thay công chúa Cô và thẩm đại ngưng càng ngày càng trở nên thân thiết Hai người là bạn chơi cùng nhau rất vui Cũng là những người bạn tốt nhất của nhau Năm tôi lâm 15 tuổi Cô và bố mẹ lần đầu tiên khắc khẩu Khắc khẩu chấm dứt Sau khi cuộc công kháng chiến Bằng cách tuyệt thực của cô thành công Cô muốn học ở trường trung học Cảnh Trung mẹ lại hy vọng cô học ở trường gần nhà. Nhưng cô rất muốn đến cảnh trung học. Vì chuyện không học cùng trường cấp 2 với Giang Thanh Dịch mà cô luôn canh cánh trong lòng. Hiện giờ có cơ hội này, đương nhiên cô phải nắm lấy. Cũng là năm đó, có hai chuyện khiến tôi Lâm vui vẻ. Chuyện thứ nhất là cuối cùng cô có thể học cùng trường với Giang Thanh Dịch như ước nguyện. Chuyện thứ hai là cô và Thẩm Đại Ngưng trở thành bạn cùng lớp. Hôm đi báo danh, Thẩm Đại Ngưng vừa thấy bộ dạng của cô trực tiếp trợn tròn mắt. Sao cậu lại biến thành bộ dạng này? Thế nào? Rất đẹp trai à? Cô xoay một vòng trước mặt Thẩm Đại Ngưng. Giờ phút này tôi lâm đột nhiên cảm thấy mình cao lớn oai phong. Về chuyện xinh đẹp không ai có thể so với Thẩm Đại Ngưng. Nhưng về độ đẹp trai không ai so được với cô. Cuối cùng cô có một ưu điểm riêng của mình. Trường cấp 2 của Thẩm Đại Ngưng cũng chính là trường cảnh chung. Cảnh Trung có một câu nói Ở trường này nếu bạn không biết Thẩm Đại Ngưng Với bạn không xứng là học sinh Cảnh Trung Ngày Thẩm Đại Ngưng nhận được nhiều thư tình nhất Có thể cao ngang với đống sách trên bàn Mà sau mỗi tiết học Sẽ có học sinh khác đứng ở ngoài cửa Đến xem đại mỹ nữ trong lời đồn Rốt cuộc có bộ dạng thế nào Nam sinh nữ sinh đều có Cũng chỉ vì đến nhìn phong thái của Thẩm Đại Ngưng Có nam sinh gặp được Thẩm Đại Ngưng Hai mắt mở to sau đấy nghe tiếng chuông vang lên vẫn lưu luyến không nỡ rời đi Nữ sinh thì sẽ chua hơn giấm Bảo con gái sau 18 tuổi thay đổi Những người trước đây có ngoại hình xinh đẹp Hơn phần nửa lớn lên, nhan sắc đều tàn phai Tôi lầm học cùng lớp với thẩm đại ngưng Hơn nữa hai người còn là bạn cùng bàn Không có cách nào Ai bảo các trang thiết bị ở trường này Đều do bố thẩm đại ngưng quên tặng Con gái ông hưởng thụ chút đãi ngộ có làm sao chỉ là được chọn bạn ngồi cùng bàn mà thôi. Sau khi tôi lâm ngồi cùng Thẩm Đại Ngưng, hoàn toàn thấy được nhân khí của Thẩm Đại Ngưng. Nếu không thì chúng ta thu vé vào cửa đi, liếc mắt nhìn cậu một cái thu 5 đồng, nói một câu thu 10 đồng, đảm bảo không lâu tớ phát tài đấy. Thẩm Đại Ngưng luôn cổ động, sao cậu trở nên thông minh thế, thực sự là chú ý tốt. Thẩm Đại Ngưng cười, tôi lâm cũng cười theo. Thẩm Đại Ngưng rất đặc biệt Cũng là về sau tôi Lâm mới biết Cha mẹ yêu thương con cái luôn có trường mực nào đấy Nhưng bố mẹ Thẩm Đại Ngưng nuông chiều cô ấy hoàn toàn không giới hạn Sau khi Thẩm Đại Ngưng được sinh ra không bao lâu Bố Thẩm bắt đầu chú tính cho tương lai cô ấy Sợ con gái chịu ủy khuất Mua cả một trường mẫu giáo Đổi hết toàn bộ trang thiết bị cũ của trường Cung cấp các loại đồ chơi thú vị Để khi Thẩm Đại Ngưng 3 tuổi có thể yên tâm đi nhà trẻ còn tiểu học, bố thẩm trực tiếp quyên tặng sách vở, tiền xây dựng, cơ sở vật chất kỹ thuật Cho nơi về sau thẩm đã ngưng học tiểu học Còn trung học thì sao? Nhìn các thiết bị giáo dục tiên tiến ở trường này Cũng sẽ biết bố thẩm bỏ ra bao nhiêu tâm huyết Đều chỉ vì cô con gái bảo bối Mọi người đều nói Hai ông bà nhà họ thẩm yêu con như mạng Cho dù là người giàu có nhất Nào có ai chăm con như thế Nhưng hai người họ chính là chăm con như vậy Tác phẩm chính là Thẩm Đại Ngưng hiện giờ Nhưng tôi lầm vẫn chưa thấy được Thẩm Đại Ngưng có gì quá đặc biệt Đại khái tính tình Thẩm Đại Ngưng không tính là quá tốt Nhưng không quá hư Với lại hai người còn có thể chơi với nhau nữa Tôi lầm nhớ rõ Đó là giữa trưa ngày nào đó Trên hành lang cô thấy Giang Thanh Dịch Trong tay anh còn cầm hộp cơm Cô lập tức chạy qua Tìm tớ à? À đúng lúc tớ chưa ăn cơm Cảm ơn nhé hiện tại cô nói chuyện với giang thanh dịch rất tùy ý ai bảo hai người là anh em cơ chứ ăn 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 chỉ biết có ăn thôi anh nói vậy cô cười có chút ngượng ngùng hình như anh nhìn thoáng qua lớp học tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm trưa trong phòng không có người giang thanh dịch cũng rời đi khi cô đang ngồi tại chỗ thẩm đại ngưng trở về mấy ngày nay cô ấy sinh bệnh tâm tình không tốt cảm xúc không tốt ăn uống cũng không tốt này cậu chưa ăn cơm à đến ăn chút gì đi tôi lâm lập tức lôi hộp cơm ra là thẩm đại ngưng nếu không cô cũng không lôi hộp cơm mà giang thanh dịch đưa ra thẩm đại ngưng lắc đầu ăn không vào hoàn toàn không muốn ăn thẩm đại ngưng nhìn cô chốc lát đột nhiên cười hỏi giang thanh dịch với cậu có quan hệ gì hai người nhìn qua rất thân thiết tôi lâm đang cúi đầu ăn cơm vốn cô đã ăn rồi nhưng vì đây là giang thanh dịch đưa cho đương nhiên